Vâng, và cũng như là mọi tổ chức cá nhân thì đều phải tuân thủ pháp luật đúng không ạ? Và nếu cố tình làm trái những quy định có thể là đối mặt với mức phạt nặng. Điển hình như trong lĩnh vực xây dựng thì mức phạt nặng lên tới 1 tỷ đồng sẽ được áp dụng với việc xây nhà không đúng giấy phép. Và cụ thể như thế nào? Xin mời quý vị khán giả hãy cùng với chúng tôi theo dõi ngay sau đây. Mức phạt đối với hành vi vi phạm về trật tự xây dựng sẽ rất nặng, tối đa lên đến 1 tỷ đồng. Đây là thông tin từ Nghị định 16 năm 2022 của Chính phủ mới ban hành. Theo đó, đối với hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp thì sẽ phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ. Một cái trường hợp mà hay gặp nhất đó là ở các vùng quê thì cái quỹ đất trong sổ đỏ của gia đình là 500 m², cái phần sử dụng đất của chúng ta thì có 100 m² là đất ở. Thì có gia đình khi gửi cái hồ sơ bản vẽ phác thảo lại vẽ là 120 m², cho nên là khi làm cái hồ sơ cấp phép thì chúng ta chỉ làm trong cái diện tích là 100 m² đó thôi để đúng với quy định về xây dựng. Đáng lưu ý, pháp luật cũng nghiêm cấm cá nhân, tổ chức có hành vi xây dựng cơi nới, lấn chiếm diện tích, lấn chiếm không gian đang được quản lý, sử dụng hợp pháp của tổ chức cá nhân khác hoặc của khu vực công cộng, khu vực sử dụng chung và nếu có vi phạm thì cũng sẽ bị xử phạt. Đặc biệt, đối với hành vi tái phạm nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ bị phạt rất nặng, tối đa lên tới 1 tỷ đồng nếu đó là những công trình có quy mô lớn.